Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh của Thạch Anh TV. Và trong cái video ngày nay mình sẽ cùng mọi người tận dụng lại những cái đồ bỏ đi. Những cái đồ bỏ đi ha, những cái xác máy mà khách họ đã quăng đi rồi, họ không sửa nữa đó. Do nó đã hư nặng quá để mình phục chế lại, phục hồi lại thành một cái con điện thoại để chúng ta sử dụng tạm thời ha. Ở đây trên tay mình thì có hai con máy. Một con iPhone 7 Plus của cái chị hôm trước, chị mang qua cho mình 4-5 con một lượt đó, thì đập bể nát hết đó. Thì cái con 7 Plus này của chị là nó bị tình trạng là bể nát hết trơn rồi, hư vỏ, hư màn hình, hư camera. Camera này, đây nè, camera mình còn quăng này nè, đó, mình còn quăng này hư nát nè, bạn thấy không? Đó, cho nên rồi máy bị tình trạng là mất wifi nữa, cho nên hư nhiều quá nên người ta không có sửa, người ta bỏ luôn, bỏ xác luôn, nên người ta tặng lại cho mình. Đó, và cái con này là cái con máy bị xe cán cũng lâu rồi, của khách bỏ cũng lâu lắm, mà khách bỏ cũng từ năm trước tới giờ đó, khách bỏ luôn, nó bị hư men, nó bị cong, nó chết men mà ha. Camera con này thì chắc là cũng chết luôn rồi, mình chưa có test được nữa. Và cái máy thì hiện tại nó đang trong tình trạng là hơi cong nhẹ, nhưng bạn thấy là cái sườn vẫn còn sử dụng được nếu chúng ta uốn lại ha. Ở đây chúng ta chỉ cần uốn nhẹ lại, chúng ta có thể sử dụng tận dụng được cái sườn này để chúng ta phục chế lại một cái con điện thoại khác đó. Nên mình nảy một ý tưởng là mình sẽ cháo đồ từ hai con này qua nhau để chúng ta có thể có được một cái con máy chúng ta sử dụng tạm thời đó. Cái men con này thì chúng ta sẽ dục bỏ đi, cái men con máy đen dục bỏ đi, và ta sẽ giữ lại những cái linh kiện linh tinh ở trên máy này đó. Và chúng ta sẽ uống cái sườn lại, bỏ pin này luôn ha, pin này đã bị hư rồi, pin này nó phồng nhiều quá, nó hư rồi đó. Và chúng ta sẽ tiến hành ta sàn cái men từ bên con máy trắng này, cái men bị mất wifi, sàn qua đây để chúng ta sử dụng tạm thời ha. Đó, và linh kiện thì ở đây mình cũng có sẵn một cái màn hình, ở đây mình có sẵn một cái màn hình bị lỗi, màn hình màu đen, màn hình linh kiện do lúc trước mình mua về thay cho khách, nhưng mà vô tình, không biết là vô tình hay là nó đứt sẵn, thì nó đứt một cái cọng dây. Thì cọng dây cáp này chính là cọng dây để nó nhận tín hiệu từ nút home, nên bây giờ nó đã bị đứt đứt cọng dây này rồi, cho nên máy chúng ta sẽ không có nhận được nút home bạn ha. Tạm thời là máy không nhận được nút home, cho nên bây giờ mình sẽ tận dụng cái màn hình này để chúng ta phục chế lại một con điện thoại để chúng ta sử dụng tạm thời các bạn ha. Không có nút home thì chúng ta sử dụng nút home ảo mọi người ha. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành mình làm mọi người nha. Thì trước tiên thì mình sẽ tiến hành mình tháo cái con 7 led đen này ra để mình phục chế cái sườn lại trước đã ha. Thì chúng ta sẽ tiến hành tháo ra các bạn ha. Ok, thì trước tiên mình sẽ tháo những cái lồng này ra. Đó, ta tháo những cái con vít ở trên những cái lồng. Đây là những cái lồng để bảo vệ những cái cọng dây cáp của màn hình cũng như là pin đó bạn ha. Đó, là sẽ để qua một bên để nó không có thất lạc những cái con ốc của chúng ta. Đây là những cái cọng dây cáp đã bị đứt rời ha. Đó, dây cáp của màn hình và cảm ứng. Tiếp tục thì chúng ta sẽ tháo ở trên đây nữa nè. Đó, chúng ta có một ba con ốc hình tam giác ở trên cái nẹp. Nẹp này nó sẽ bảo vệ cái cọng dây cáp của camera và dây cáp của camera trước. Đó, camera trước còn gọi là cảm biến rồi nha, dây cảm biến nha. Đó, những con ốc nào mà nó rơi ra ngoài thì chúng ta sẽ dùng nhíp này gấp. Ok, đó, đây là cọng dây của cái camera trước bạn, dây cảm biến trước này. Đó, dây cảm biến trước đã bị đứt ra, tháo ra bỏ. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ dùng nhíp chúng ta mở cái socket của camera. Đây là camera sau ha, nó sẽ mở camera sau ra luôn. Đó, thì chúng ta sẽ để giữ nguyên những cái này, những linh kiện này để chúng ta sau này tận dụng lại những cái nẹp này nè. Chúng ta sẽ tận dụng là những cái nẹp này, đó là cái nẹp để chúng ta nẹp camera trước camera sau ha. Đó, ok, giờ mình sẽ gấp camera sau lên. Đây, cái camera sau thì mình thấy nó cũng hơi bị cấn móp đó, cấn móp sơ sơ thì không biết là còn sử dụng được hay không, thì lát nữa mình test máy chúng ta mới biết được các bạn ha. Đây, mình sẽ để riêng qua một bên, chúng ta để nó nằm ấp xuống rồi nha, đừng có để nó lật ngược lên, lật ngược lên thì bụi bặm này nó bay vô. Ok, ta tiến hành ta mở tiếp. Đây, nó có hai cái này, hai góc của cái nẹp. Nẹp này nó sẽ cho có chức năng là bảo vệ cái cọng dây cáp của nút tăng giảm âm lượng cũng như là nút nguồn các bạn nha. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ lấy khay sim nha các bạn. Ở đây thì mình chủ yếu là mình tận dụng lại những đồ linh tinh có sẵn để mình tái chế lại cái máy này, chứ chúng ta không có mua đồ mới bạn nha. Mua đồ mới nữa thì tốn kém chi phí thì nó cũng không có đáng, tại cái đây là một con máy chúng ta tận dụng lại để chúng ta sử dụng tạm thời thôi, chức năng nghe gọi nọ thôi chứ không có wifi được các bạn ha. Do nó cái men chúng ta nó bị gãy, nó cong này nọ đó thì nó hư wifi.
nó thi một cái men thì công vậy thì chúng ta đi làm phần cứng thì thợ phần cứng người ta cũng chê các bạn nha, không nhận làm đâu, tại men nó đã công rồi, người ta làm người ta rất là ngán các bạn nha. Tiếp tục chúng ta sẽ mở hết những con ốc vít còn lại rồi nha, những con ốc trụ đó, những con ốc này gọi là những con ốc trụ để nó bắt bắt lên cái men và bắt thêm một con ốc khác đè lên nữa, đó là ốc trụ đó. Ta gỡ hết tất cả những cái socket còn lại, ở đây ta gỡ thêm một con ốc trụ ở đây và gỡ luôn cái anten wifi các bạn nha. Đây là cái anten wifi này đó, chúng ta gỡ anten wifi này ra để chúng ta mới lấy được cái men ra, tại vì cái anten wifi nó sẽ đè lên cái men ha. Đó, nó còn rất là nhiều ốc, iPhone 7 LED này nó nhiều ốc lắm mà nha, nó không thể giống như là iPhone 6 hoặc là 6 LED đâu ha, nó ốc dít nhiều lắm, mở là mỏi tay luôn các bạn à. Đó, đòi hỏi chúng ta mở xong ta phải nhớ được vị trí của từng con ốc nha, để sau này chúng ta lắp lại nó không bị lộn. Đó, tiếp tục chúng ta lại mở thêm một con ốc trụ ở đây nữa, các bạn thấy không, nãy giờ mình mở ốc thôi nó đã mỏi tay rồi, gần 20 con ốc bạn ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái men ra luôn các bạn ha. Men này là men hư rồi nha, nên chúng ta sẽ dục bỏ luôn chứ chúng ta không có giữ lại. Men này men đã chết rồi. Để mình xem nó còn có dây nhợ gì nữa không, mà nó dướng dướng nó không có chịu ra. Ok. Đây bạn, men thì nó cong vòng mà thấy không? Đây nè. Cái men chúng ta nó bị bể, nó cong. Đây các bạn nhìn thấy nó cong không? Đó nó cong ha, nó cong hình cái xuồng. Và cái lồng, ở đây nó sẽ có một cái lồng ha, ở đây nó có một cái lồng sắt. Đó, một cái lồng sắt nó sẽ bảo vệ những cái con chip, những con IC, những con tụ này nọ ha. Đó, nhưng mà cái nó gớt nặng quá nên cái lồng nó bị văng ra ngoài rồi, nó lòi ra những cái con này. Đây là con A11 thôi nha, A10, con này con A10 rồi nha. Đó, con này con A10 đó. Và các bạn thấy là phía sau nó nổi gân gân lên, bạn thấy nó nổi gân gân lên không, bạn thấy nó nổi gân gân lên, nổi lên này là do gì, do cái men chúng ta bị qua đập ấy, rồi bắt đầu là những cái con IC, những cái con tụ đó bắt đầu nó thụng xuống, nó đè lên cái miếng này đó, nó đè lên cái miếng này làm cho miếng này có nổi đường gân. Đây bạn nhìn thấy nó cong nè, nó cong vậy thì làm sao mà những cái con IC ở trên đó nó còn sống được, nó hở chân hết bạn ha. Đó, men như vậy thì không có thầy thợ nào người ta nhận làm, nó cong vòng hết trơn à, người ta sẽ bắt mình sàn men mà một con máy nát nước hết trơn, mà còn sàn men tốn tiền thêm triệu mấy 2 triệu nữa thì dục bỏ sướng hơn bạn ha. Ok, mình sẽ bỏ cái men này qua một bên. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo pin ra luôn các bạn nha. Tại pin này chúng ta sẽ không có sử dụng lại. Pin này nó đã hư rồi, nó đã cong như vậy và nó đã bị phù. Đó, nó bị phù nó như vậy thì nó sẽ không có sử dụng được nữa đâu. Đó, ở trên pin thì pin này là pin zin cho nên nó sẽ có miếng keo để nó gỡ cái pin ra đó. Chúng ta sẽ quấn cái miếng keo này lại. Và chúng ta gịch ra. Đây là keo zin, pin zin cho nên chúng ta rất là dễ lấy ra. Còn đối với những cái quả pin mà quả pin lô á, dán những cái keo lô vô thì chúng ta rất là khó lấy ra các bạn ha. Ở đây thì cái máy này là cái con rung nó bị văng ra ngoài, rung nó bị mất hết 2 ngóc do quá trình mà qua đập á, nó bị bung ốc ra. Cái sườn 7 lết này nó cũng cứng lắm rồi nha, sườn 7 lết này không có phải là đơn giản đâu. Đó, nói chung một lát nó uống cái sườn này nói chung là cũng khó khăn đó. Đây đây là quả pin của con 7 led này ha. Đó, nó bị phù quá rồi, nó bị phù và nó nhão rồi nha. Đây nè, nó nhão nhẹt ha. Đó, nó nhão nhẹt nên nó sẽ không sử dụng được nữa đâu. Pin mà còn cứng thì chúng ta còn sử dụng được, chứ pin mà mềm cỡ đó rồi thì nó hư hết đấy các bạn à. Ok, tiếp tục thì để mình coi. Ở đây thì cái con những con ốc mà bắt lại cái lo nó thì nó bị bung hết trơn rồi. Đó, cho nên cái này lát nữa chúng ta cần chỉnh lo lại. Mình sẽ mở 2 con ốc đít ra. Nó gớt mất màn hình rồi, nó còn 2 ốc đít giữ lại nè. Đó. Ốc đít màu đen. Ok, chúng ta sẽ đẩy nó từ trong ra ngoài. Đó, đẩy nó lòi cái đầu ra, chúng ta sẽ gấp ra. Đó. Ok. Những miếng linh tinh thì chúng ta chụp bỏ đi, không sử dụng nữa. Đây là cái con rung các bạn nha, đây là con rung này.
Con gung này thì hiện tại nó bị bung, nó văng mất hai ngóc rồi, lát nữa mình tính sao. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ta uống cái sườn lại rồi ha. Ở đây thì nó sẽ có tỳ nha, khi mình ta uống lại thì cái chỗ này sẽ có cái tỳ, tại cái chỗ đó là cái điểm chịu đựng nhiều nhất. Rất là cứng bạn nha, cái sườn bảy lết này nó cứng lắm nha. Nó không phải đơn giản dễ uống giống như là sườn của thằng iPhone 6 hoặc 6 Plus đâu nha. Nó cứng như trâu rồi đó. Một khi nó đã cong rồi chúng ta rất là khó uống lại. Đó, nó đỡ đỡ các bạn nha, nó đỡ đỡ rồi đó. Thì lát nó uống thì cái chỗ này nó sẽ bị co lại này. Rất là cứng luôn các bạn nha, nó cứng như cái trâu bò đó. Uống nãy giờ mà nó chưa được đến đâu hết. Cứng lắm bạn ơi, cứng lắm, quá trời đất rồi. Thường là cái sườn của iPhone 6, 6 lớn lên ta uống nhẹ một cái là nó đi rồi. Mà sườn thằng này nó cứng cứng như trâu bò. Đó. Cỡ này mà còn bể nát thì các bạn hiểu rồi đó, tác động nó cỡ nào. Chúng ta lấy dùng tay người ta bẻ nó còn không gãy nữa thì cái lực mà tác động từ bên ngoài vô thì nó cỡ nào. Xe cán mà nha, cái này là chỉ có xe cán thì nó mới cong cỡ này thôi. Đổ mồ hôi hột luôn mà. Để mình cố gắng mình uống lại rồi nha, mình sẽ cắt lý chút xíu nha để nó mất thời gian của các bạn coi nhiều quá. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã uống được rồi nè. Thở thì hộp luôn. Đó, uống xong cái sườn là thở phì phập các bạn ha. Đó. Ở đây thì chúng ta uống xong thì cái sườn nó thẳng rồi thì bắt đầu cái chỗ này nó có tỳ giống như mình lối lúc đầu ha. Đó, lúc đầu mình nói thì sau khi mà uống lại thì cái chỗ này có tỳ, tại chỗ này là cái điểm để mà nó chịu lực đó. Đó, nó giãn ra khi mà chúng ta bị co như vậy, khi nó cong thì bắt đầu chỗ này nó co ra, nó giãn ra. Khi mà chúng ta ép nó lại thì ở đây nó lại co lại, cho nên nó sẽ bị dồn á. Cái nhôm nó dồn lại thì nó sẽ bị co. Ở đây thì cái trường hợp này chúng ta sẽ dùng nhíp á, dùng cái gì đó chúng ta nạy ra. Nạy cho nó thẳng cái lỗ này ra. Đó, bình thường thì đối với lại cái vỏ có 6 lớp á, mình uống nhẹ cái là nó ra liền á, còn cái này nó cứng, nó khó ra hơn. Chỗ này là cái lỗ khay sim nha, chúng ta phải uống cho thẳng lại thì chúng ta mới đúc khay sim vô được. Đó, ok là tạm rồi đó, vậy là nó đã đưa khay sim vô được rồi đó. Chúng ta sẽ đúc khay sim vô thử. Uống cái sườn máy thôi mà đổ mồ hôi ướt áo luôn các bạn ơi. Vẫn chưa được các bạn nha, chúng ta phải uống thêm tí xíu nữa để cho cái sườn, cho cái khay sim nó vô ngọt lành. Khay sim hiện tại vô vẫn chưa có ngọt. Rồi, được các bạn nha, cái sim đã vô sát rồi. Cái sim đã vô sát được rồi thì chúng ta ok rồi. Đóng cho nó vô thêm tí xíu thôi. Cong vòng cái này luôn. Rồi được rồi. Đó, chúng ta làm này từ lúc đầu nha, đừng có để lúc chúng ta lắp cái men vô rồi bắt đầu mới đi làm này thì lúc đó nó sẽ hư cái men chúng ta nha. Rồi, cái này thì xong rồi nha, cái này bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành ta làm những cái còn lại. Thì đây mình sẽ bắt lại con gung bằng ha. Mình sẽ kiểm tra lại con gung, mình bắt ốc lại con gung nè. Ở đây thì mình sẽ mở cái nẹp này ra để mình coi cái con gung này nó có bị đứt dây cáp hay không nha. Nếu mà đứt dây cáp thì chúng ta sẽ tiến hành thay con gung khác vô luôn. Đây cái dây cáp của con gung này thì mình thấy nó còn nguyên dạng cho nên chúng ta sẽ không cần phải thay cái cọng dây cáp mới qua. Sẽ không cần phải thay con gung khác qua. Nhưng mà đây nó hơi móp méo nè. Nó hơi móp méo thì sợ nó không có hoạt động cho nên mình sẽ thay con gung luôn các bạn nha. Với lại mình sẽ tiến hành lấy con gung từ bên cái men kia qua luôn. Tại vì á những cái con gung ở trên iPhone 7 LED này nó sẽ đồng bộ chung với men các bạn nha. Nó sẽ đồng bộ cho nên khi mà chúng ta đổi từ cái men đổi men qua và chúng ta đổi luôn cái con gung qua thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ gung ok hơn. Đó, còn chúng ta sử dụng lại cái con gung của máy khác thì nó sẽ không có gung được khi mà chúng ta bấm gạt gung mà nha. Nó vẫn gung khi mà chúng ta gọi điện đến thì cái máy chúng ta vẫn đổ chuông, vẫn gung. Nhưng mà khi chúng ta bấm cần gạt gung thì nó sẽ không có gung các bạn ha, cho nên chúng ta sẽ đổi luôn cái men và cái con gung qua luôn, nó sẽ ok hơn. Đó. Rồi, con này mình sẽ để qua bên, chúng ta tiến hành tới cái con 7 lớp này. 7 lớp này chúng ta sẽ lấy men ha.
Đó, mình sẽ gỡ ra. Đây là nguyên cái bộ máy của nó, nát nứa hết trơn rồi. Màn hình này thì mình hy vọng là sử dụng được, tận dụng lại được cái dây dây camera trước nha. Tại ở bên cái main kia là đã hư camera trước rồi. Đó, mình hy vọng là tận dụng được cái con này. Nút home của nó thì nằm đây nè, mình đã gã hết trơn rồi nè ha. Gã ra trong quá trình sửa lúc trước á. Ok, thì bây giờ mình sẽ test cái máy này cho các bạn coi sơ chút xíu để các bạn nắm nắm được cái máy này ha. Để các bạn coi lại nè, cái main này nó cũng hơi cong nhẹ. Cái main này nó cũng hơi cong nhẹ mà nha. Đó. Và lúc trước là nó gãy, lúc trước là cái sườn này nè, cái chỗ này nè. Cái chỗ này nó cong lên đây luôn, nó cong quắt vậy nè. Đó. Và mình đã lấy kìm mình uốn lại cái chỗ này đi cho bạn, nên bạn biết được là ở đây tác động rất là lớn. Tác động lên cái main này rất là lớn nên nó làm hư con IC wifi. Đó, làm cho chúng ta máy chúng ta mất wifi ha. Ok, giờ mình sẽ lắp cái màn hình vô để mình test cho bạn coi. Pin này mình sẽ cẩn thận xíu để chúng ta giữ lại chúng ta xài. Đó, lát nữa mình sẽ mở ốc vít ra là một đống ốc vít nữa nè. Pin này thì nó cũng hơi cong nhẹ đó, nhưng mà mình thấy nó vẫn còn ok nên mình sẽ giữ lại mình xài. Ok, thì giờ mình sẽ tiến hành bật nguồn máy lên để chúng ta kiểm tra máy ha. Rồi, máy chúng ta đã lên nguồn các bạn ha. Đó, máy đã lên nguồn rồi, thì mình cũng có mật khẩu màn hình ha. Cũng may là khách cho mật khẩu màn hình, chứ khách mà không cho mật khẩu thì cái máy này cũng dục bỏ thôi chứ không có tận dụng được đâu. Rồi. 11 nè. 984. Đây, cái máy chúng ta thì nó đã lên sóng rồi nha. Đó, bạn thấy là nó vẫn còn lên sóng là tại vì ở trong đây vẫn có sim. Đó, ở trong đây vẫn có sim các bạn ha. Thì cái máy chúng ta là hiện tại là bị mất wifi bạn ha, nó ẩn wifi đi ha. Đó, nó ẩn chức năng wifi đi luôn cho nên chúng ta sẽ không có sử dụng được wifi. Mà chúng ta chỉ sử dụng để chúng ta nghe gọi được thôi. Đặt chung nè. Nút home. Trợ năng. Ủa, chết mồ rồi nè. Hình như là người ta khóa iCloud rồi các bạn ơi. Này phải có nút home mới bấm vô được. Cái này hình như là cái máy nó mới vừa cập nhật xong các bạn. Hình như là cái máy vừa mới vừa cập nhật xong nên người ta ấy cái gì đó. Mới cập nhật xong nó yêu cầu là chúng ta bấm hai halo hola để kích hoạt lại á. 711 984. Để mình coi cái này nó đang vô ứng dụng gì đây. Cái này là cái gì ta? Rồi, cái máy chúng ta không có nút home nên bây giờ khó bấm, khó sử dụng đây. Không có chỗ nào mà bấm cài đặt để chúng ta vô cài đặt luôn cho rồi. Nó không có thanh cài đặt các bạn nha. Thôi kệ đi, lát nữa ta tính sau, lát nữa ta lắp vô xong ta tính sau rồi nha. Bây giờ trước mắt là chúng ta sẽ tiến hành sàn cái men qua các bạn. Đó. Nói chung là vẫn sử dụng được, máy vẫn sử dụng được chứ không có phải là bị gì đâu. Ok, mình sẽ tiến hành mình tháo cái men này ra. Trước tiên thì mình sẽ tháo cục pin trước các bạn nha, cho nó lấy được cục pin ra đẹp đẽ tí xíu. Pin này cũng là pin zin mà nha, máy là máy zin nè, máy còn mới tinh luôn á. Đó. Pin pin zin cái keo nó zin luôn cho nên chúng ta tháo keo ra ngọt xớt rồi. Còn những cái pin lô tháo ra cực lắm. Tháo ra cái keo nó đứt tới đứt lui à. Ok, thấy được cục pin ra rất là đẹp không nha. Cục pin nói chung là nó hơi cong nhẹ đó. Nó hơi cong nhẹ mà nha, nhưng mà vẫn sử dụng được, nó còn cứng. Đây nè, nó cong rồi thấy không? Nó cong nhưng mà chúng ta sẽ lấy tay nó uốn nhẹ nhẹ lại. Đó, uốn nhẹ nhẹ lại, nắn nắn lại để cho nó sử dụng được ha. Rồi thì là ngon lành, thẳng băng này nè. Đó,
để qua bên. Nguyên cái vỏ máy còn mới tinh luôn mà nó gãy nát cái đầu trên uổng ghê. Đó bây giờ mình sẽ tiến hành mình sàn cái con gung qua trước nè các bạn. Đây mình sàn con gung qua trước nè. Đó là tháo miếng con gung này qua, tại vì con gung này nó là ở trên cái men, nó đồng bộ chung cái men rồi. Nên khi mà chúng ta lắp qua thì nó sẽ ok nhất. Còn chúng ta lấy con gung của máy khác đắp vô với men đó thì nó sẽ không có hoàn hảo đâu. Đó, ok, đây cái con gung này nó thẳng băng luôn mà thấy không? Đó, nó thẳng băng thì chúng ta lắp qua nó sẽ ngon hơn. Bắt ốc lại ha. Ok, nó gài cái socket lại. Đó, bắt lại cái nẹp này. Nẹp này nó sẽ giữ cho cái socket nó không bị sốc xúc ra các bạn ha. Quá trình gơi gớt này nọ cái socket nó không bị gớt ra. Đó thì tiếp tục nữa mình sẽ đổi luôn cái loa các bạn nha. Đó mình sẽ đổi luôn cái bộ loa. Đổi luôn cái bộ loa tại bộ loa này nó bị cong rồi. Nó bị cong. Bị cong và mấy con ốc nó xúc ra hết trơn rồi cho nên mình sẽ đổi luôn cái bộ loa này, sàn bộ loa qua. Chúng ta sẽ sử dụng đồ mới hết luôn ha. Đó, nó xúc sổ ốc dít ra hết trơn rồi nên chúng ta bắt buộc phải thay luôn. Đó, đây là cái bộ loa cũ đã hư rồi. Xúc sổ ốc dít hết rồi. Bỏ qua bên. Ok, mình sẽ tháo bộ loa bên máy kia để chúng ta lắp qua bạn ha. Đây là hai cọng dây anten. Đó. Tiến hành là lắp vô. Các bạn thấy là khi chúng ta lắp cái loa này vô nó ngon lành ha. Nó sát gạt, nó khít nữa. Như vậy thì chúng ta khi chúng ta mở nhạc á nó không bị ghè ha. Đó, loa mà nó khít như vậy thì chúng ta mở nhạc nó ok hơn. Nó không bị ghè. Và nó không bị đội lên cái màn hình này nọ nữa. Đó, nói chung là tất cả chi tiết nó phải sát, phải khít các bạn ha. Thì nó ok hơn. Giờ ta sẽ lắp vô, lắp mấy cọng dây anten này vô lại nè. Đó, nó có cái nẹp đó, chúng ta sẽ lắp nó vô. Rồi. Đó, vậy là ngon lành mà. Giờ chúng ta sẽ tiến hành nó tháo cái men lên máy vàng qua. Ở đây thì mình sẽ tiến hành mình để ốc vít qua một bên vị trí khác. Tại bên kia ốc vít nhiều quá rồi, mình để qua đây. Bạn nhìn thấy là ốc vít đầy đầy đủ luôn ha. Đó, máy này máy ghim. Mà ốc vít càng nhiều thì lát nữa chúng ta làm, chúng ta lắp vô nó càng mệt. Nó gườm gà. Là tháo cây sim kìa. Cây sim này thì mình sẽ giữ lại để sau này mình thay thế. Cây sim này vẫn giữ lại. Vậy là tính ra con này máy lốc các bạn ơi. Ồ. Con này máy máy lốc rồi, vậy là mình làm lại xong mình phải đi ghép sim bạn nha. Đi ghép sim mới xài được. Ở đây nó có sim ghép sẵn nè. Đó muốn xài thì chúng ta ghép sim vô. Hoặc là mình sẽ giữ sim Viettel này xài luôn, hoặc là mình sẽ đi mua sim sim khác thì mình đem cái sim ghép này ra ngoài tiệm á, mình nhờ người ta ghép lại cho mình. Tại vì ở đây mình không biết ghép sim đâu, mình phải ra mấy chỗ mà chuyên ghép sim á thì người ta mới biết cách để là kích hoạt cái sim ghép. Thì tính ra này là máy lốc các bạn ha, này là máy lốc. Phải chi mà được cái máy ấy luôn ngon lành. Phải được mà máy quốc tế luôn thì quá đã rồi. Xài sim nào cũng được.
ốc chích quá trời đất. Lát nữa thì khi mà lắp cái men này vô thì mình sẽ cắt clip chút xíu mà, tại vì bắt ốc vít nó rất là lâu, nó tháo ra thì lẹ chứ khi bắt vô nó rất là lâu, nó mất thời gian nhiều lắm, nên mình sẽ cắt cái bằng đoạn clip, cắt cái phần tua qua cái phần bắt ốc vít này nọ để đỡ tốn thời gian của bạn xem. Đây cái men chúng ta nó cong bằng ha, nó cong này. Đó cái nào cũng cong vòng á, không có cái nào mà thẳng nổi á, một cái máy nó bị rơi đập da đập gì nó men men cong vòng hết. Ok thì giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái men vô các bạn ha. Đó nó lắp cái men vô trong cái sườn máy màu đen, lắp vô sườn máy màu đen để chúng ta tận dụng lại. Ở đây mình sẽ dùng tay mình nắn nhẹ xíu thôi, nắn nhẹ nhẹ thôi chứ không có nắn mạnh rồi nha, nắn mạnh quá là nó hư á, nó nhẹ, nhẹ nhẹ thôi. Ok chúng ta lắp vô. Đó. Và trước tiên là chúng ta phải lắp được cái này trước nè, lắp được cọng dây này ngon lành mà không có bị chẹo nha. Đó. Cọng dây này hay bị chẹo lắm. Nó chẹo cái là nó hư cái socket. Ở đây là do cái men chúng ta nó bị cong cho nên khi lắp vô mà nó không có được hoàn chỉnh, nên chúng ta phải bắt ốc vít lại xong xuôi thì nó mới hoàn chỉnh được ha. Còn bây giờ là hiện tại là nó cứ quên tới quên lui à, nó trên ven nó không có nằm ở đúng vị trí nó được. Ok ta sẽ hành bắt ốc lại, và như lúc nãy mình nói thì cái khâu bắt ốc đó mình sẽ tua qua chút xíu để chúng ta đỡ tốn thời gian xem clip của chúng ta ha, tại vì nó quá dài dòng, nó quá dài dòng, nó lâu lắc nữa. Ở đây thì mình sẽ bắt tạm thời trước vài con ốc thôi để mình mô phỏng cho bạn coi thôi. Đó, bắt đây bắt những con, các bạn thấy là ở đây bắt ốc xong đây bắt đầu nó nhảy lên. Đó, bạn thấy không? Nó nhảy lên ở trên nè. Nó giống như một cái cầu cầu bập bên vậy đó, nó giống một cái đồ bập bên vậy đó, là một bên này nhúng xuống bên kia nhúng lên vậy đó. Bắt ốc không được luôn. Mình nghĩ là chúng ta cần phải có một con ốc dài hơn thì nó mới giữ được cái chỗ đó. Hình như là phải bắt ốc dài hơn. Giờ nó có như một cái cầu bập bên. Đúng rồi, chúng ta phải bắt có một ốc dài hơn thì nó mới giữ được cái chỗ đó. Các bạn thấy không? Bây giờ cái men nó thẳng từ 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 đó, tại vì do nó cong từ lúc đầu nó cong sẵn rồi. Đó, đây chúng ta sẽ lắp lại những cái cọng dây anten này nè. Lắp lại mấy cọng dây anten này, dài thì sẽ là cọng nào dài nhất thì nằm ở trên, cọng nào ngắn nhất thì nó nằm ở dưới. Nó có cái dầm dấu của nó sẵn đó. Cọng dài nó nằm ở trên, cọng ngắn thì sẽ nằm ở dưới thôi. Đơn giản không có lộn được. Không thể nào mà lấy được cọng ngắn mà để cho cái cọng dài được đâu. Bạn hiểu không? Không thể nào lấy cái đầu ngắn mà kéo lên được tới cái đầu, tới bên trên cái đầu dài để mà gắn lên đâu. Hoàn toàn nào không thể nào. Ok thì mình sẽ cắt clip chút xíu để mình bắt ốc vít cho nó xong xuôi hết các bạn ha. Ok mọi người thì mình đã tiến hành mình bắt ốc vít lại xong xuôi hết rồi đó ha. Đó. Bây giờ là cái men chúng ta nó đã đẹp đẽ và sạch sẽ ha. Đó, ốc vít này nọ là ok hết rồi. Mình vệ sinh bụi bặm này nọ lại nữa. Đó, chúng ta dùng cái tăm bông để chúng ta ngoái vô cái lỗ kính camera để cho nó sạch, để nó không có bị dính bụi khi nó lắp camera vô. Ở đây thì cái camera của nó thì hai cái luôn, hai camera của hai máy sát này thì cái nào cũng nát nước hết ha. Đây bạn đây nè. Đó cái này là cái của máy trắng, đây là cái của máy trắng nát nước rồi nè. Đó còn đây là cái của máy đen thì nó cũng thủng lỗ đây nè, bạn thấy không, nó cấn nè. Đấy là mình sẽ không có sử dụng lại đó, mình sẽ sử dụng luôn cái camera đã hoàn chỉnh của mình để mình lắp vô luôn chứ họ mất công test tới test lui. Đây mình có sẵn mấy cái camera nè, sẽ lắp vô để coi đúng của nó chưa nè, nhiều lúc lấy lộn của tấm LED này nọ. Như là cái này. Ê, bỏ lộn cái này vô đây chi, hư rồi bỏ ngoài đi, để mình lắp vô có đúng không. Lắp vô mà nó ngọt ngành, nó ngọt ngào, nó không có bị cấn thì chúng ta biết là đúng của nó rồi đó. Lắp vô mà nó sượng 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 là không phải. Mình xem biết phải không, đây, phải nó rồi đó, nó vô đó, cái socket nó vô ngọt ngào là đúng nó rồi đó.
Rồi, tiếp tục nữa mình sẽ lắp lại cái nẹp bằng ha. Đó, mình chỉnh lại cái nẹp cho nó ngon ngon xíu để mình lắp vô. Nó hơi cong cong này nọ mình uống rồi. Nẹp cái nào cũng hư hết. Cái này cũng hư. Cái nào cũng cong quắc cong veo. Ok, ta lắp vô bạn. Này thì để coi ốc vít nó nhiều quá không có nhớ nổi. Nhưng là cái này. Con ốc trụ dài dài là bắt ở chỗ này đúng rồi, nó đó, chuẩn men luôn. Giờ thằng kế bên con ốc trụ đó thì sẽ là cái con ốc bắt anh đây đúng rồi nè. Đó. Chúng ta suy luận. Ok thì tiếp tục nữa mình sẽ dán lại cái pin này vô các bạn ha. Đó, dán lại. Chưa biết là còn sử dụng được không nữa mà thôi cứ dán lại đi. À nhớ rồi, nó còn sử dụng được, nó còn sử dụng được các bạn ha. Tại ở trong clip trước là mình đã test rồi. Còn sử dụng được, chúng ta sẽ sử dụng lại. Nó vuốt vuốt cho nó đẹp cái pin ta lại ha, nhìn cho nó có thẩm mỹ xíu. Nó ngon lành ha, dán vô quá đã. Nó ngon ngọt sớt. Chỉnh lại cái lồng của camera cho nó đẹp. Rồi là chúng ta đã sắp hoàn thiện rồi ha. Chúng ta đã có được mỗi con men 7 lớp hoàn thiện rồi đó. Thì chúng ta chỉ cần thay màn hình này nọ vô nữa là chúng ta sẽ có được cái máy ngon lành thôi. Đây mình chỉnh lại cái nẹp này. Tại vì cái nẹp này nó bằng nhôm á, nó mỏng lét à. Nó rất là dễ hư. Rồi, tiếp tục các bạn ha. Chúng ta sẽ tiến tới cái phần này. Ở đây thì cái máy trắng này thì nó đã nút home á, cái màn hình nó đã không nhận nút home được nữa rồi, nên mình sẽ sử dụng luôn cái nút home cũ ở bên máy, sử dụng nút home cũ của máy đen này đó, để chúng ta lắp vô cái màn hình màu đen này để chúng ta cho nó tẹp màu luôn, để cho tẹp màu luôn các bạn. Đó, ốc vít thì chúng ta sử dụng cái con tua vít ba cạnh nha, tua vít tam giác để chúng ta mở ra. Mình sẽ để nó qua một bên để lát chúng ta dễ dàng ta nhớ. Nói chung là nút home này giờ để vô cho đẹp thôi các bạn ha, tại nó không có nhận nút home đâu. Còn muốn nhận được nút home thì mình sẽ phải đi mua một cái màn hình mới nữa mình lắp vô. Nhưng mà đây là một cái máy tái chế lại, chúng ta sẽ không có đi phải tốn kém làm gì đâu. Chúng ta tận dụng lại được cái gì tận dụng để chúng ta xài là được tạm thôi, chứ cái gì cũng mới 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 hết thì chúng ta tốn kém thôi. Chúng ta sẽ tận dụng lại những cái đồ bỏ đi thôi. Đó. Ok chứ bạn. Thì ở đây mình sẽ tháo lấy cái nẹp này luôn mà ha. Tháo lấy cái nẹp này luôn để chúng ta tận dụng cái nẹp này lại. Cái nẹp này nó hơi cong hơi quan. Tất cả đều là ốc tam giác hết đó bạn ha. Tháo ra để chúng ta lấy được cái nẹp này. Cái nẹp này nó sẽ có chức năng là nẹp lên cái màn hình chúng ta và nó bảo vệ màn hình chúng ta được chút ít, gia cố màn hình chúng ta lại. Nói chung là cái gì sản xuất ra nó cũng có cái chức năng của nó các bạn ha. Chúng ta nên đầy đủ cho nó một xíu chứ đừng có bỏ qua. Ok, đó, đây là cái dây camera trước nè. Đứt nha, đứt lìa rồi. Uốn nắn chỉnh chỉnh lại sơn cái đã ha.
Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô. Thì ở đây là cái dây này đứt rồi nên mình sẽ ngắt bỏ luôn rồi nha. Đó, ngắt bỏ luôn, nó đứt rồi. Để nó làm gì đâu. Để nó vướng víu thêm chúng ta thêm, nó không làm gì cả. Đó, mình dán bỏ nó xuống đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ta bắt ốc lại bạn ơi. Đây mình đã bắt lại cái nẹp màn hình xong xuôi các bạn ha, mình đã lắp nút home vô luôn rồi nè. Đó thì cái máy chúng ta hiện tại bây giờ nhìn nó cũng tương đối là ổn rồi ha. Đó nhìn nó cũng hấp dẫn. Ok thì tiếp tục nữa mình sẽ lấy cái cọng dây camera trước nè, sàn qua để coi nó còn sử dụng được hay không. Giờ thì vẫn chưa chắc là sử dụng được hay không được các bạn ha, tại nó bị da đập nó bể nát kiểu này, chỉ sợ nó không sử dụng được nữa thôi. Tháo ra một cái một nó bời rồi hết trơn, không còn cái gì dính liền hết các bạn ha. Ok, để mình dục bỏ luôn. Nó tháo ra một cái nó bời rồi hết trơn. Mạnh ai nó đi, đường ai nó đi luôn. Ok, để mình tách lấy cái dây camera này. Này chúng ta phải cẩn thận nha, tại này là cái cam zin đó, nó cẩn thận để mà giữ lại xài cho nó ổn. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vô mà chỉnh cho nó ngay ngắn là được rồi. Nó vô cái khuôn của nó có cái khuôn của nó sẵn hết trơn rồi. Cái lo này đúng ra nó phải có cái móc, nó gãy móc hết rồi. Cái lo này nó gãy móc hết rồi, chúng ta phải tháo lấy cái lo từ bên máy kia qua. Gãy hết rồi bạn ơi. Không còn cái gì được sử dụng được. Phải tháo lấy đồ từ bên đây qua. Cái lo của người ta nó còn nguyên đó bạn ha, nó có móc nè. Đó. Và cái lo này nó quan trọng lắm bạn nha, nó gãy mấy cái móc đó nó nghe kè lắm, tại vì cái lo iPhone 7 LED là lo kép bạn ha, vừa nghe nhạc mà vừa lo thổi luôn đó, cho nên chúng ta phải tìm một cái lo cho nó ngon lành. Đó, đó là cái nẹp camera chúng ta lắp vô. Đó, là tuyển tuyển những cái đồ tốt chúng ta lắp vô bạn ha, kiếm tuyển tuyển đồ tốt lắp vô nhỏ đã. Thì là chúng ta sắp hoàn thiện rồi đó bạn nha, sắp xong rồi đó, chút xíu là chúng ta xong, chúng ta có một cái con máy chúng ta xài rồi. Cho dù chúng ta không có phục vụ được cho cái công việc nghe gọi thì chúng ta cũng phục vụ cho cái công việc là quay phim đó, mình có thể tận dụng con máy này để dành mình quay phim cũng được, kẹt quá đem nó ra quay phim 7 lết này, quay phim nó phải đơn giản đâu bạn nha, đỉnh luôn á đó. Đó phục vụ cho công việc quay phim cũng được, nói chung là tận dụng nhiều thứ lắm. Nó không phải sử dụng được nghe gọi thì nó cũng sẽ có chức năng khác để chúng ta sử dụng được nó thôi. Nói chung là đồ tái chế lại mà chúng ta sẽ xài được cái gì ta xài. Đó, mình sửa lại để dành quay phim thôi cũng ngon lành. Chắc là hết pin rồi, mình cắm sạc vô. Đây là còn pin nữa bạn ơi, lên pin luôn nè. Đó màn hình lên luôn rồi đó. Vô được máy là bắt đầu phải bật cái chức năng nút home ảo lên liền á, chứ để công nó không có nút home ảo để chúng ta sử dụng. Rung rồi nè. Đó rung bạn nha, khi mà mình đổi cái cục rung từ bên máy kia qua thì nó sẽ ok, nó sẽ gạt rung được.
còn mà không đúng con gung nó thì nó gạt gung không được nha. 711 98 4 ở đây nó kêu mình cập nhật phần mềm á, tại vì cái máy này mới vừa cập nhật phần mềm xong cho nên hiện tại là nó yêu cầu người ta kích hoạt lại. Quên bỏ bước này. Đây nó đang kích hoạt lại bạn nha, với lại do mình là tháo cái sim ra ngoài á cho nên sẽ kích hoạt lại. Đó, ok thì mình sẽ vô mình bật nút home. Rồi nó không ảo lên để lát nó mất nó không biết đường lần á. Trợ năng nè. Cảm ứng. Ok, là sẽ có nút home ảo để sử dụng rồi ha. Đó, để vô camera trước sau thử cái nó ổn không ạ. Đây camera sau các bạn nha, camera sau là camera gim của mình ha, ngon lành. Đây cầm trước nè, cầm trước còn hoạt động luôn, quá đã các bạn ha. Để mình test chức năng quay phim của nó coi. Alo 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 124 alo alo alo. Cầm sau cầm trước, alo alo 124 alo alo alo. Để mình coi coi nó có bị hư mic nào không. Ok, vậy là chúng ta có được cái máy hoạt động cũng hoàn chỉnh rồi nha, không có bị hư những cái chức năng quan trọng. Ghi âm thử được không nha. Alo 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 alo. Đó chúng ta thấy là nó ghi âm được á. Rồi thì là ngon lành các bạn ha. Thì để mình lắp cái sim nó vô. Ở đây thì máy chúng ta sử dụng sim ghép rồi ha. Ở đây thì cái cây sim màu đen đâu của ta. Đây nè. Cái máy này sử dụng sim ghép nên chúng ta muốn sử dụng được sim thì chúng ta phải đi ghép sim lại rồi ha. Máy lốc. Máy lốc xài sim Viettel này. Ở đây thì cái sim này đã ghép sẵn rồi nên chúng ta không cần phải kích hoạt lại, đút vô là nhận sim luôn á. Đây nó báo không dịch vụ, lát nữa nó sẽ lên sóng ha. Ok, đây chúng ta sẽ bấm thực hiện cuộc gọi. Hình như Viettel thì không phải bấm là 900 nữa bạn nha. Viettel chúng ta bấm khác 077 2 9691. Mình sẽ gọi điện cho mình thử coi. Mình sẽ gọi điện cho mình. Nó chập chờn á, tại vì đây là cái sim ghép nên nó chập chờn lắm các bạn. Này chúng ta phải mua một cái sim ghép mới thì nó mới ok. Do sim ghép mình tháo tháo vô nhiều lần nó sẽ bị hư các bạn ha. Ok, nó đang bị mất cho mất sóng thì để nó đi, lát chúng ta tính sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo máy ra và mình sẽ bắt nẹp lại. Đó, bắt lại mấy cái nẹp để chúng ta hoàn thành cái công việc chúng ta ha. Vậy là xong rồi đó bạn nha, chúng ta đã có được cái con máy để chúng ta xài đó. Bắt lại những cái nẹp này nọ cho nó ok, lỡ có rơi gớt thì nó không có xúc mấy cái nẹp này ra, mấy con cây cáp ra. Mấy con ốc này nó li ti nhìn thôi nhức mắt rồi. Ok, ta bắt thêm một cái nẹp này nữa. Đây mọi người, thì mình đã bắt ốc vít những cái nẹp này lại. Ok, xong hết rồi. Đó thì giờ mình sẽ tiến hành mình gáp cái máy lại các bạn ha. Nói chung là bây giờ gáp lại thì cũng tương đối thôi chứ còn tuyệt đối thì chắc không có rồi, tại vì cái vỏ nó cũng không có được đẹp bao nhiêu nên chúng ta gáp lại thì tương đối ha, tương đối chúng ta sử dụng để tạm thời thôi. Đó, phục vụ cho những cái công những cái mục đích cá nhân đó, tùy theo nhu cầu chúng ta sử dụng về cái gì chúng ta sẽ tận dụng cái máy này chúng ta sử dụng. Ở đây thì mình có thể sử dụng nó để làm một cái máy quay để mình quay phim, để làm phim cho các bạn coi cũng được đó ha. Còn thôi thì mình sẽ đi ghép sim để chúng ta có thể sử dụng nghe gọi để thực hiện cuộc gọi với lại khách hàng nội của mình hàng ngày cũng được. Ở đây mình sẽ vệ sinh sơ lại những cái gon này. Đó, đây là những cái gon cũ, nó vệ sinh cho sạch để nó không có bị cấn màn hình. Ok, giờ mình sẽ tiến hành lắp lại bạn ha.
Ở đây cái vỏ này nó hơi móp móp cho nên chúng ta lắp lại nó hơi khó đó, chúng ta phải chịu khó làm xíu. Nó hơi hở. Hơi hở là do cái mà vỏ chúng ta bị cấn ha. Vỏ chúng ta cong cấn. Đó nó hơi hở ở đoạn này các bạn ha, tại vì nó móp á, móp chỗ này nè. Nó làm cho cái vỏ chúng ta bị hở ra. Ở dưới đây thì ok hết rồi, dưới đây thì nó sát, chúng ta chỉ cần bắt ốc lại là nó ok. Nói chung là chúng ta tận dụng lại để chúng ta xài thì nó tương đối thôi, chứ còn khi mà đẹp ok tuyệt đối thì bỏ tiền đi mua cái mới xuống hơn ha. Ok đó, đẹp rồi đó. Rồi ngon lành bằng ha. Đó, nói chung là nút home thì không sử dụng được, là sử dụng nút home ảo. Đó, có thể phục vụ cho cái công việc quay phim chụp hình này nọ của chúng ta mà ha. Đó, còn chụp hình quay phim ok 7 led mà phải đơn giản đâu các bạn, 7 led là ngon lành luôn á. Nó lao camera ra cái một là chụp là bá cháy luôn nè. Đó bạn thấy không, trong quắt trong queo luôn nè. Đó, chụp chân dung này nọ là ngon lành luôn. Đó, chụp chân dung nè, mình chụp cái này cho bạn coi. Để mình chụp cái này. Chụp chân dung. Đợi xíu đang lưu hình các bạn nha. Đây các bạn, chụp chân dung là xóa phông nè, bạn thấy không? Đó. Ok, thì cái video của mình ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video phục hồi lại những cái máy gác gửi cũng như là tái chế lại điện thoại iPhone đã bị bỏ đi. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau ha. Ok, chào tạm biệt mọi người.